Đừng nhận là Marita chính hiệu nếu bạn không biết năm bí mật về bạch tuộc thì bao của Toa. 1. Giống với Ederson và Thánh Tôn, xuất phát điểm của Toa không phải là thủ môn mà là hậu vệ trái. Thậm chí anh từng muốn bỏ bóng đá để chơi bóng chuyền vì không thích bắt gôn. 2. Ngoài biệt danh bạn thân Boiner thì Thibaut còn được gọi là bạch tuộc. Các bạn cứ nhìn vào tay chân dài ngoằng cũng như khả năng phản xạ là cũng đủ hiểu rồi đúng không? 3. Mặc dù không thể nói 9 thứ tiếng như Lagaka, yêu cao cổ vẫn có thể thành thạo 5 ngoại ngữ, Hà Lan là tiếng mẹ đẻ, ngoài ra là Pháp, Đức, Anh và Tây Ban Nha. 4. Khắc tinh của Salah là củ tỏi. Thế bạn có biết khắc tinh củ tỏi là ai không? Đúng rồi đấy. Bằng chứng anh Bảy đã rút tung lưới cô Toa tới 10 lần chỉ trong 9 trận. 5. Nếu như Hazard luôn được các chu Blue yêu mến thì Thibaut lại ngược lại. Nguyên nhân là bởi năm 2018, cô Toa đã bỏ tập để gây sức ép lên Chelsea và công khai nhận là Marista từ bé. Theo các bạn, ở thời kỳ đỉnh cao, cô Toa với De Gea ai xuất sắc hơn?